Xin chào quý vị và các bạn. Nếu phải chọn ra một dòng thương hiệu âm ly đỉnh cao thế giới thì không thể không nhắc tới Goldmoon, thương hiệu âm ly Thụy Sĩ hàng đầu. Đó chính là niềm kiêu hãnh của công nghiệp high-end Thụy Sĩ và cũng là đất nước của xứ sở đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng. Vậy đâu là dòng sản phẩm đỉnh cao của Goldmoon? Câu trả lời đó chính là dòng sản phẩm NextGen vừa mới được trình làng cách đây không lâu. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một sản phẩm âm ly tích hợp đỉnh cao của hãng Goldmoon. Đó chính là âm ly T-Lode 590 NextGen, một chiếc âm ly đỉnh cao với nhiều công nghệ hiện hữu tân thời hiện nay trong các sản phẩm của Goldmoon và cũng chính là một trong những âm ly tích hợp hay nhất thế giới hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chiếc âm ly thật đặc sắc này. Mình sẽ để quý vị và các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng một chút cái thiết kế đặc trưng của Goldmoon. Một trong cái thiết kế nó rất là sang trọng, đơn giản, hài hòa tuyệt đối. Series NextGen chính là sự kết tụ những tinh hoa và bề dày kinh nghiệm mà Goldmoon đã tích lũy trong gần 40 năm nghiên cứu và chế tác các thiết bị high-end. Âm ly mà quý vị và các bạn đang được quan sát có tên là Goldmoon T-Lode 590 NextGen, một chiếc âm ly tích hợp. Đây là mẫu âm ly tích hợp duy nhất trong dòng sản phẩm NextGen đỉnh cao của hãng. Bộ khuếch đại này dĩ nhiên được thiết kế, chế tác, lắp ráp và hoàn thiện ngay tại công xưởng của Goldmoon tại Geneva, Thụy Sĩ. Các đặc tính như tinh xảo, chính xác, sang trọng của đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp được Goldmoon đưa lên các thiết bị âm thanh có kích thước lớn hơn rất nhiều. Đấy chính là cái điểm đặc sắc của các thiết bị âm thanh được xếp hạng vào hạng Ultra High End đến từ Thụy Sĩ. T-Lode 590 NextGen được xây dựng hoàn toàn từ kim loại cao cấp, được cắt gọt và lắp ghép tinh vi để đạt độ chính xác cực kỳ cao. Máy có màu trắng cát mờ, sang trọng, thiết kế tổng thể đơn giản và hài hòa. Tất cả các sản phẩm của Goldmoon thì đều được thiết kế theo cùng một phong cách rất là đồng đều và xuyên suốt. Và những cái mẫu thiết kế này thì thực ra Goldmoon đã phát triển từ cách đây rất nhiều năm và sẽ được hiệu chỉnh một chút để tương xứng với từng đời. Nhưng mà đấy cũng là một trong cách mà hãng tạo nên cái hình ảnh của mình khi mà rất là đồng nhất với các cái thiết kế. Và để bày biện các thiết bị này gần nhau thì chúng ta sẽ có được một cái vẻ đẹp cực kỳ sang trọng của những thiết bị đẳng cấp châu Âu. T-Lode 590 NextGen được trang bị tất cả những gì tốt nhất mà Goldmoon đang nắm giữ. Nó sở hữu sức mạnh đầu ra lên tới 280W mỗi kênh ở chiều kháng 8 ohm, cho phép chơi tốt nhiều đôi loa lớn đắt tiền, chiều kháng thấp và thậm chí đòi hỏi cả công suất lớn nữa. T-Lode 590 sử dụng thiết kế Dual Mono. Hai kênh trái phải được tách riêng hoàn toàn từ đầu vào, bộ cấp nguồn cho tới đầu ra đều được thiết kế theo dạng là dual mono, đảm bảo tín hiệu luôn có sự cân bằng, chính xác và tránh bị nhiễu chéo. Ngoài ra, rất là đặc biệt khi chiếc âm ly này còn được tích hợp cả bo mạch giải mã DAC bên trong. Cái bo mạch chip sử dụng chip 32 bit, chất lượng cao, cho phép giải mã những cái file nhạc có tiêu chuẩn là lên tới DSD128 và các cái kết nối kỹ thuật số phổ biến như là USB, Coaxial, đấy là những cái kết nối rất là phổ biến cùng rất nhiều các kết nối analog thông thường. Và dĩ nhiên hội tụ rất nhiều công nghệ đỉnh cao như vậy thì chiếc âm ly này không hề rẻ. Nó có một cái giá sẽ khiến nhiều người giật mình, đó là 575 triệu đồng. Thực sự với mức giá này thì quý vị và các bạn có thể sở hữu rất là nhiều những cái thiết bị khác có kích thước rất là lớn, đồ sộ như những bộ J-PAL của rất là nhiều hãng. Nhưng mà để có thể chạm tay vào được âm thanh của Goldmoon, âm thanh của high-end Thụy Sĩ và những cái giá trị ở bên trong nó thì có lẽ đây là một trong những cái lựa chọn mình nghĩ đáng lưu tâm. Khi mà nó có công suất lớn và khả năng đánh loa cực kỳ tốt và nó có một cái chất âm, phải nói là nếu những ai tìm kiếm chất âm hay với cả công suất khá lớn thì đây chính là một trong sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Có lẽ là chúng ta nên trải nghiệm để có thể hiểu được một phần nào âm thanh của thiết bị này. Bây giờ mình sẽ tiến hành có một cái phối ghép với một đôi loa Totem
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một bài nhạc từ đĩa CD. Trình diễn của chiếc âm ly này là rất đáng gờm khi nó thực sự đưa ra những mức công suất thực rất khỏe. Mình xin nhắc lại là 280W mỗi kênh và trở kháng 8 ohm. Và ngoài ra cái chất âm của Goldmoon thì luôn là một cái chất âm mà nó rất là tinh tế, mềm mại, sâu lắng. Nó có một cái chất gì đó là mình liên tưởng tới những chiếc âm ly đèn thượng hạng. Và nó cũng có được cái sự sức mạnh và sự kiểm soát loa rất là gọn, nhanh, độ động cao của âm ly bán dẫn. Ngoài ra thì nếu mà so sánh với dạng đồng hồ Thụy Sĩ thì mình nghĩ Goldmoon có thể được so sánh như là đồng hồ Patek Philippe vậy. Khi mà một chiếc đồng hồ rất là đơn giản, nhỏ, cũng có giá trị khiến người ta phải giật mình. Và chiếc âm ly này là một chiếc âm ly được ví như vậy. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái bài giới thiệu về chiếc âm ly Telos 590 Next Gen. Sản phẩm thì chắc chắn là đang có bán tại Thiên Hà Audio. Và kính mời quý khách qua Thiên Hà Audio để trải nghiệm sản phẩm này tại số 42 ngõ 178 Thái Hà, Hà Nội. Còn bây giờ Hải Sơn xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.